đi rồi chiều về, bữa nào nó tôi thì bữa nào nó đi mà có bữa 7 giờ nó về tới cái điện về đợi nó về ăn cơm không à. Tôi thì chiều tôi nấu cơm thì tôi để cái bàn đó, còn nồi cơm á thì tôi để cái bếp điện đó, về cái nó tắm rửa xong nó qua con bưng nồi cơm lên ăn, con thì bưng lên tôi với nó với thằng này với chị nó ăn. Ăn rồi có bữa chị nói mày giờ về trên bát chơi hôm qua, mày về bát chơi thì để gồm bên tao rửa cho, rồi mày về đến chơi đi chứ mày quần quần á, mày về tới bát mày đi trở về à. Đó, rồi cái rồi thôi, rồi kia là 4:30 là ăn nhỏ chị nó dậy nó cơm, còn tôi thì 5:30 tôi nhà tôi ăn cái gì á, rồi tôi hâm cho nó sẵn sàng đó, rồi cái nó dậy nó chỉ đúng 6 giờ là nó dậy là nó cơm vô nó đi thôi. Nhờ mấy chú giúp giùm, giờ tôi giờ rồi chơi con đất giờ không có mày nữa, giờ bỏ luôn biết làm sao. Ngày nào uống thuốc có trợ nhã mình thuốc này, mấy cái gì lo nữa, đáng cố gắng gì. Dạ anh với chị là ba mẹ ruột của chị Hoa hả? Dạ ba mẹ ruột của Đỗ Thị Mỹ Hoa. Ừ, bây giờ từ lúc mà con dâu con ruột của mình á đi như vậy thì mình có qua mình nói chuyện với bên Suya chưa? Có rồi hả? Là mình có thông tin gì của chị Hoa là bà đi đâu không? Không có biết tin tức gì hết thì đâu có liên lạc được. Anh tên gì và chị tên gì? Tôi Đỗ Văn Tiên. Dạ. Ngô Thị Hoàng Em. Ừ. Con chị Hoa này là người con thứ mấy trong gia đình? Thứ tư. À, còn ở trên là còn 2 người nữa, dưới còn 1 người nữa hả? Đúng không? 5 người, 5 đứa. À, từ lúc mà đi tới bây giờ là mình có đi tìm kiếm gì không? Có đi tìm, tôi với anh rể đi tìm mà tìm không có gặp. Tìm không gặp hả? Không biết thông tin luôn hay sao? Không có biết luôn. Ừ. Mà Suya cũng vẫn bình thường phải không? Bình thường, chị cũng lên xuống, vợ tôi cũng xuống cũng bình thường vậy thôi chứ đâu có buồn phiền gì đâu. Rồi bên Suya là có trách móc gì vậy không? Mình không? Không có trách móc gì hết. Con đợi con. Người lớn mà có gì đâu trách. Chứ em thấy nhiều cái bên Suzy trai thường hay trách móc bên Suzy gái lắm. Không có đâu, tại con rể tôi rể thứ hai tôi còn rước cái về đây ở rồi mà. Chị đó hả? Nhà rể thứ hai nha. Tôi còn rước về nhà ở rồi đâu có. Trời, anh nói vậy anh khóc luôn. Anh khóc, 2 vợ chồng khóc luôn. Là có nghĩa là... Tôi đi mấy mà... Nhờ mấy chú giúp giùm. Giờ tôi giờ rồi cháu mấy công đất giờ không có màng nổi nữa. Giờ tôi bỏ luôn không biết làm sao. Là anh chị là giờ là suy sụp tinh thần, không thể nào làm nổi ruộng luôn. Ngày nào uống thuốc có trợ nhã mình xuống này, mấy đứa gì lo nữa, ráng cố gắng nữa. Ôi, anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 57 còn nó 55. Thì những người con của mình là lập gia đình hết luôn rồi hả? Còn đứa Út đang học thành phố, còn tháng 2 tháng nữa ra trường rồi. Đại học ha? Dạ. Còn nhỏ thứ ba thì chưa có chồng, mà cái công ty Mỹ To. Còn Hoa là thứ tư. Hoa thứ tư. Rồi từ lúc mà con mình nó đã theo vô bên nhà chồng đó, rồi về bỏ đi tới giờ là mình không liên lạc được luôn hay sao? Dạ không. Chặn mất luôn. Vậy em nó đồ cũng không nhưng có còn. Nhưng mà bữa nào cũng chặn điện một ngày mấy lần luôn, không cứ thuê bao. Bây giờ thì tới hiện tại bây giờ vẫn gọi luôn mà cũng thuê bao luôn. Thuê bao. Rồi còn cái đằng kia thì nó cắt mất luôn rồi. Đằng bên ấy cắt mất. Rồi mình có làm cái cách gì không để mình tìm con, thông tin con mình không? Bây giờ thì con cái về thì cũng như hồi hổm nay thì cũng không có biết đằng bên mấy chú. Rồi cũng như rồi nghe em rể là thương á. Yeah. Rồi mới nói nó rồi nó để em điện cho mấy chú, rồi để mấy chú xuống rồi nhờ mấy chú giúp giùm cho con tôi lẫn cho nó về. Chứ giờ tôi cũng hết biết đường. Mà cái... cách sống của con mình từ nhỏ tới lớn đó mình thấy có biểu hiện gì khác không? Không có biểu hiện, bình thường chứ đâu có gì đâu. Đứa thương nó nhất nhà luôn. Bà mà quýnh nó cây rồi tôi chửi bà rồi bà con bỏ đi. Trời ơi tôi cưng nó dữ lắm chứ đâu có
kỳ cục. Nhưng mà vậy không có bữa nào để tắm nước lạnh hết, chờ anh con nó bệnh. Rồi ở nhà cưng anh chị cưng con dữ. Thẩm bà quấn một cây là tôi chửi bà rồi bà bỏ bà đi rồi. Cha mẹ ruột là thương như vậy rồi, qua bên vài chồng gia đình chồng rất ba mẹ chồng cũng rất là thương luôn. Mà là không biết vì lý do này mà bí ẩn như vậy luôn. Không biết luôn. Rồi anh biết ha, ở đây á thì nó dậy cho kêu nó dậy không bao giờ tôi cho nó dậy sớm. Mẹ nó đồ nấu cơm đồ cũng đem cơm rồi chứ không bao giờ cho nó dậy sớm nặng. Tới giờ rồi mới kêu nó dậy rồi nó mới đi mà. Nấu nước nóng sẵn cho tắm. Không cho tắm lạnh, sợ con nó bệnh. Ở bên cha mẹ ruột thì cũng cưng như trứng ngỗng. Về bên chồng thì cũng cưng. Cái này em hỏi thật nha, cái tế nhị tí xíu. Cái giới tính của con của mình á, mình có thấy có cái gì điều lạ không? Không có thấy gì, thì giờ thì nó đi mần thì nó cũng quen biết nhỏ đó, nghe ở ngoài công ty thì nói là công Tư với nhỏ đó là nó thân dữ lắm, ăn cơm chung nữa. Là mấy đứa mà mần tông chung chuyện á, người ta nói vậy. Cái người bạn đó là con chị, con anh chị quen lâu chưa? Cũng đâu quen đâu, tước đám hỏi cũng quen cả hồi nào không biết, nhưng mà hồi đám hỏi tới giờ là lên 3 lần. Là có nghĩa là quen ở xóm, bạn đó ở xóm hay đâu? Hàng chung á. À, là trước khi lấy chồng đám hỏi nó phải không? Dạ, tước. Ừ. Mà con gái chứ không phải. Có khi nào là quen bạn thân nhiều lắm mà mấy đứa kia mình không có biết, nhưng mà hiện tại có khi mà đám hỏi rồi là cái người bạn đó nó mới tới nhà anh chị là có ngủ lại qua đêm. Nhưng mà ngủ chung hay là chung. Hai đứa ngủ chung luôn. Nhưng mà anh chị thấy là con mình là cái người đó nó có biểu hiện gì lạ không? Cũng không có thấy, thì không. Nó lên thì mình cũng không có để ý gì mấy nữa, thì không thấy nó hô bạn bè thì lên thì sợ khuya rồi nó về không được, mình cũng kêu nó ở lại nghỉ thôi. Lấy đầu của nhỏ gái nhân tư nó bận lên mưa rắc đó, ướt mình lấy đầu chứ còn mình cũng không có nghĩ lên gì. Đây 3 lần mà ngủ trên đây hết 2 lần. Rồi khi mà cái con gái của mình đi rồi đó, là chị liên lạc với ai ở dưới gia đình của cô gái này? Đi rồi á là không có biết ai, hồi đó quýnh không biết ai để liên lạc á. Rồi qua một ngày sau, cái điện nó dân ơi, giờ con đang ở đâu, con về ghé cô hỏi thăm chút, là nó có ghé đây một ngày. Có ghé. Rồi ghé buổi tối. Được cái câu chuyện đó mà ghé đây rồi nói chuyện sao chị có thể. Con gái thứ tư thì đi bữa thứ bảy, rồi qua ngày chủ nhật đó là nó ghé đây. Nó nói cô ơi con đi thành phố, con chưa về kịp, để chút con về rồi con ghé. Nó là nó ghé đây hơi tối. Tối rồi nó về cũng sợ bằng đêm bằng hôm nữa, mượn nó nhỏ con gái thứ ba nè đưa nó về tới nhà dưới. Ghé rồi cái câu chuyện mà ghé rồi chị hỏi thăm vậy chứ mà nó đi con biết không, nó là nó không biết. À, khoảng nửa tháng tở lại đây là cô với nó là không có ăn chung, không có chơi chung, không có gặp nó, nhưng mà đi vòng vòng mấy đứa bạn với mấy người ngoài công ty là nói là thấy nó còn ăn chung mà sao không chơi chung, ăn chung gì nó. Có nghĩa là cái người bạn của con chị á, là khi mà con chị đi rồi á, là chị có gọi điện thoại, cô đó có ghé đây. Có ghé đây là bữa chủ nhật. Anh chị hỏi á, là nhỏ đó nói là nó nghỉ chơi rồi. Nghỉ chơi rồi. Nhưng mà khi mà mình đi xác minh lại những cái người đồng nghiệp của con đó. Anh chị. Dạ. Thì nói tụi nó vẫn còn chơi thân. Còn chơi thân. Thân cũng như là thân dữ lắm. Kêu ngủ chung mà đi ăn, cũng đi ăn chung vậy đó. Có khi nào chung đó, có khi nào giới tính con chị ấy không? Chứ em thấy tình hình bây giờ 80% là như thế rồi đấy. Không có biết, nó cũng như mấy chị em nó ở trong nhà vậy chứ sao mình biết được. Mà ngày xưa con gái của chị với rể chị đến với nhau là làm mai hay là hai đứa tự quen? Hai đứa tự quen. Nó quen là hai đứa đi làm chung hay sao? Không có, này cũng ở nhà rồi, cũng như là nó nhắn tin qua lại là nó mới quen, tước đâu cả năm mấy. Nhà mình với nhà của bên Suya là xa không? Cách nhau xa? Thì nhà ngã tư đó. Cây số không? Chắc chợ cậu đó à. Vậy nhà nãy nè. À vậy ha. Nhà mấy anh ghé nãy á. À là nhà có đại lý bia ha. Dạ. À.
Rồi mấy nay là mình có nhận cuộc điện thoại nào lạ không? Tại vì không, tại vì lúc mà con của chú bỏ đi thì nghe nói là trên người cũng có đeo vàng, cũng có chạy theo xe máy thôi. Có chiếc xe của tôi hồi đó tôi mua, tôi đứng tên. Rồi con nó đi mần rồi, thôi giờ con đi mần xa thì thôi con lấy xe con đi. Yeah. Nó hồi xe đó thì nó đi chiếc xe cùi kia cờ. Nó rồi thấy không xong rồi tôi mới mua. Mua xe gì anh? Mua chiếc chiếc gì Khanh? Dạ chiếc quay LSX. SX. Quay LSX cũng hai mấy triệu. Hai mấy triệu. Dạ. Để con nói bản số thôi. Thôi được rồi, được rồi. Đọc biển số luôn. Để rồi tôi về có gì tôi con để với nó. Dạ. Bản số thì thôi để tí nữa có khi nào con gái của chú mà bị người ta lừa rồi xà bị lừa hết xe rồi vòng vàng rồi không dám gì nhà không? Thì bây giờ thì tôi cũng sợ cũng phân phân vậy thôi, nhưng mà bởi vậy tôi thì bây giờ tôi cầu con tôi về thôi chứ tôi cũng không có mà nghĩ cái gì mà tiền bạc gì vàng dòng gì hết mà ở trên đây thì nó cũng không có lấy cái gì, mà hỏi chị dưới thì chị dưới cũng nó không có lấy gì, chỉ cho có bộ vòng, nó có đeo cái bộ vòng thôi với cái chiếc nhẫn. Cũng đám cưới bạn nó cho anh chiếc tà đá nữa, chỉ 18 nữa. Nói chung nó có chuyện gì đi chăng nữa cũng điện về cho hai bạn mà không có điện không có tin tức gì hết đâu để đỡ lo. Bỏ đi cũng 4 mấy năm tháng. Thì nói chung là chị Hoa xem được những cái clip anh em một là gọi điện về cho cha mẹ ruột hoặc là bên chồng để biết là hiện tại bây giờ là chị vẫn còn ở Việt Nam hoặc là chị đang làm việc ở đâu để cho gia đình yên tâm. Đừng đó để cho già, cha mẹ già ở nhà khóc ngày khóc đêm vì chị. Bên chồng cũng rất là lo lắng, chồng cũng suy sụp lắm. Chị cứ xem được rồi chị gọi liền cho anh em liền hoặc là về cho gia đình ha. Cái quan trọng bây giờ là cha mẹ làm ăn không được, nhưng mà em hỏi anh chị nè, khi con mình đi như vậy mà cái lúc á mà mình đi kiếm cái người bạn thân của con mình á mà nói là nghỉ chơi rồi, nhưng mà chị đi xác minh á thì người ta nói với người chơi, chị có đi báo chính quyền chưa? Có đi báo chính quyền. Đi báo chính quyền thì chính quyền nó đủ tuổi rồi. Đúng rồi, hai mấy tuổi rồi. 27 tuổi rồi. Rồi mày bỏ tới hai tuần sau, hai tuần sau mày đi lên huyện, nó đi lên huyện thì cũng nói y như vậy. Phải như con anh chị là dưới 18 tuổi á, người ta mới xử lý. Còn này là cho lớn tuổi rồi, đủ tư quyền công dân. Đủ tuổi nhận thức rồi, người ta không có tham gia vào cuộc. Giờ chỉ mong là bé nó liên lạc gì với gia đình con. Có vợ mong con cho con nó về, con vợ biết ở đâu. Mấy nay là nhờ mấy chú giúp giùm. Mấy nay là cha với mẹ cũng nhớ em rất là nhiều rồi đó. Có gì thì em điện về cho cha mẹ một tiếng nha. Mà anh chị có nghĩ rằng là con mình có thể là một người phụ nữ nào đó dụ dỗ có thể là đi qua Cam không? Thì cũng sợ, bây giờ sợ chỉ sợ đủ thứ sợ thôi, đủ thứ hết á. Tại vì giờ cái trường hợp đó rất là nhiều. Dạ. Chị Hoa nhìn xinh gái mà. Nói chung bây giờ là có một cái mắt xích mà để tìm được con gái, nhưng mà bên kia người ta phủ nhận, người ta nói là người ta không còn quen qua lại nữa. Nó thành ra là giờ nó bế tắc, nó không biết bởi vậy. Bây giờ từ cái lúc mà con anh chị đi đó, rồi mình có nghe thông tin con mình ở đâu rồi đi kiếm không? Có đi, hồi anh qua ở đây nè, anh mới đi lấy đồ sửa xe. Anh mới thấy ở bên đạo á, là hôm nay chắc cũng cả tháng mấy hai tháng rồi. Nó rồi mới tôi với anh rể đi kiếm ngày kiếm đêm ở ngoài, mà kiếm cả tuần lễ cũng không có thấy gì hết đâu. Là người ta thấy con của anh chị ở bên đó thấy gọi điện thoại liền luôn hay là sao? Về nhà rồi cả bữa hai bữa sau mới nói. Hai ba bữa sau mới nói cho thằng Khanh rồi. Theo cái theo như nãy giờ em tìm hiểu á, và cũng như anh chị nói đó, thì cái mấu chốt đó, cái người phụ nữ, cái người mà con gái mà quen thân với con của mình á, có thể mình gài người cứ giống như là chịu khó lòng tuần hai tuần gì đó, là theo cái người đầu phụ nữ đó có thể tìm ra con mình. Bây giờ sao theo được, quê gì nó ở trên thành phố đó, ở đâu ở trên nó không tin mình tránh á. Nhưng mà hiện tại người phụ nữ đó giờ đang ở đâu? Thì nó hồi đi, nó đi làm, mẹ nó nói chứ mình cũng không có liên lạc nó được mẹ luôn. Mẹ nó nói lên gì chơi, còn điện nó thì nó cháu dân nó thì nói con đang đi làm.
con tin gì con muốn đi làm gì con tin mình tránh à. Đâu bây giờ là chị còn có số của cô gái đó không? Có nghĩa là lúc trước là cái người phụ nữ đó là vẫn còn làm ở đây dưới này đúng không? Rồi sau này khi mà con chị bỏ bên chồng đó đi, đi đó là trước một tháng là tháng sau đó là cháu Dân nghỉ đi tiếp. À vậy đó ha. Ừ. Rồi còn sau thì khi nào mà cái em qua nè coi được cái clip á, liên hệ về gia đình đó thì lúc đó mình mới rõ mới thường thận. Giờ thì giờ về giờ cũng mời mấy chú mấy anh vô thì bây giờ thì cũng nhờ mấy chú mấy anh giúp giùm cho hai vợ chồng thôi, với chồng nó định cho anh về giúp giùm kiếm giùm rồi nhờ kiếm giùm mấy chú đồ. Rồi chị anh có đôi lời nào gửi đến người con của mình không? Thì bây giờ thì con giờ nhớ con quá, thì bây giờ con vợ con ở đâu thì con phải về liền, chứ còn chứ giờ cha với mẹ mà hết nổi con phải về liền như kiểu này không có giờ mà nói nữa, tao chết chết sớm, chết sớm thiệt chứ không có nói gì nữa. Về đi, từ từ về đi con, mình đỡ người từ. Mà hết nổi rồi. Hồi đó giờ nó đi không có khi nào mà quá 3 ngày. Chơi đi ngày trước ngày sau về. Có chồng rồi hàng ngày thì cũng vẫn về đây có chơi. Có chồng rồi thì ngày nào cũng về. Nhiều khi ngày về hay là còn không ấy thì đi mặn về tối về. Chị gửi lời đến chị Hoa đi. Tư em biết mẹ đăng lên cái clip này, con về đi con, không con điện cho mẹ, điện cho mẹ có điện thoại đi con Tư. Mẹ bệnh dữ lắm, bây giờ mẹ lo cho chị Hai không nổi, với Tư về đi con. Lúc nào chị Hai bệnh đi. Rồi anh chị gửi giùm cho em cộng đồng mạng, ông bà cô chú anh chị trên cộng đồng mạng có thể là chia sẻ và thấy con chị ở đâu thì sớm liên hệ đến gia đình hoặc là anh em YouTube ở đây để mà mau sớm tìm được cái tung tích của con gái của chị. Nhờ mấy chú con cũng nhờ cộng đồng mạng đăng lên này, nhờ cộng đồng mạng giúp giùm con tìm được con gái con ở đâu đó, điện về cộng đồng mạng nhắn về nhà dùm con, rất cảm ơn. Hiện tại thì anh chị á, là kêu mấy anh em tụi em xuống đây để quay chia sẻ kiếm con giùm, và anh chị có đồng ý là cho anh em tụi em đăng tải hình ảnh của gia đình mình như là hình ảnh của con chị lên trên mạng không? Thì giờ đồng ý kêu mấy chứ, mời mấy chú giờ cũng phải cho đăng lên chứ giờ sao vậy? Giờ hết biết đường kiếm con nữa rồi. Bây giờ nói chung là không còn hy vọng nào nữa, cho nên là hôm nay mới quyết gia đình mình mới quyết định là nhờ anh em trên cộng đồng để xuống đây chia sẻ hình ảnh cũng như câu chuyện gia đình mình lên. À, mình khi mà lên vậy mình có ngại gì không? Không có ngại. Không ngại ha. Bây giờ có cái hồi mình tưởng nó cho nó buồn cái gì rồi nó đi tháng gì hay nửa tháng gì nó về ai nhà đi càng ngày càng sâu. Nhưng mà cũng chờ đợi riết tới giờ này không thấy gì. Rồi mất hy vọng luôn. Là ban đầu mình nghĩ rằng là con mình nó buồn cho đi đâu đó, đi vài ba hôm hay là một tuần, mà không ngờ hiện tại tới giờ 3 tháng mấy gần 4 tháng rồi. Là không có tung tích và cũng như là không có thông tin gì về con mình, mới là quyết định là gọi anh em đến đây để mà ghi hình và chia sẻ để mong là sớm tìm được người con của mình ha. Dạ. Thì xin phép anh chị cho em đăng hình ảnh và video câu chuyện của gia đình mình lên trên mạng nha. Và khi mà anh em đăng lên thì anh em không bao giờ gửi xuống nha chị, anh chị nha. Thôi anh chị cũng giữ gìn sức khỏe ha, đừng khóc. Hy vọng cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được clip này sẽ chia sẻ và biết người phụ nữ chị Hoa ở đâu thì gọi liền cho anh em ha. Dạ em xin phép chào anh chị nha. Giờ nhớ con không cho khóc thì làm sao? Dạ thì nó có sao mình làm vậy ha, khóc cứ khóc thoải mái. Giờ hai con mắt nó nặng, nó mũi còn đi bị viêm son rồi cứ mũi nó chảy hoài nhất là mũi. Rồi bây giờ anh chị có gửi lời cuối á, là kêu con cháu nó về đi rồi để anh em đăng tải clip này lên cho cô chú thấy. Kêu con có về không? Về từ về con về
về có chuyện gì út mắt mẹ cha gỡ được mà sao con không nói gì, không về con về đi để như mẹ nhớ như đúng không, cứ bữa nào mà ngủ yên hết á, về đi con. Rồi bây giờ thấy anh chị cũng khóc nhiều quá cho nên anh em thấy nước mắt cũng chịu không nổi, thôi anh em cũng xin kết thúc clip nha anh chị nha, với giữ gìn sức khỏe nha anh chị. Em có anh em sẽ có thông tin gì mới sẽ gọi gia đình biết liền luôn ha. Mấy chú giúp giùm. Dạ rồi em chào gia đình. Dạ.